Ok. Thank you. Sau khi bay lên trong vũ trụ năm 1962, 1966, rồi chuyến bay cuối cùng nó cũng có đây nè, Apollo thập niên 60, mấy cái phi thuyền rocket đầu tiên, sau đó là bây giờ họ không có làm space shuttle nữa, coi như là họ ngưng, họ đang làm những cái project khác. Ok, here we go, đây nè. Special program lần đầu bay là tháng ngày 12 tháng 4 năm 81, Colombia. Rồi các bạn nào biết tiếng Anh thì đọc luôn phụ nha. Chiều dài phi thuyền con thoi 37 mét, tức là 37 mét từ đầu tới đuôi, chạy ngang từ cánh qua cánh là khoảng chừng 24 mét. Bay ra ngoài vũ trụ bao nhiêu lần đây nè, mission nè, 39 lần. Ok, nó cũng còn những tin tức này nè. Lần đầu tiên là năm 1992, tháng mùng 7 tháng 5 năm 1992, 25 bay được 25 lần ra ngoài trái đất. Ok, sau khi 1986 tháng giêng nó chiếc Challenger bị nổ, nó thì tới năm 1992 nó mới bay lại, thì là chiếc này là bay sửa chữa coi như là khoảng chừng 6 năm ha, 6 năm. Ok, máy là máy của Rolls Royce Tesla nằm ở orbit. Ok, 39 ngày ngoài không gian là 365 ngày. Discover nè, Discovery là nó chia là 1 2 3 4 5 6. Chiếc này là cái chiếc Endeavour, còn mấy chiếc kia là 1 2 3 4 5. Hai chiếc này là bị nổ nè, lost nè, 2003 mất nè, 1986 cũng mất luôn nè, nổ nè, hai chiếc này bị nổ. Bay ra được là 20 Endeavour OV-105, bay lần đầu tiên là năm 92, chiếc này là chiếc cuối cùng, bay được 25 lần, 299 ngày ngoài vũ trụ, 4671 ngoài vũ trụ nữa ha. Bao nhiêu dặm đã được bay, đã bay bao nhiêu dặm? 122.883.151 lần mai không? Nè, hiện giờ là đang display ở đây. Còn chiếc này display ở bên Atlantis, là display ở Kennedy. Chiếc này là bay ở để display ở National Air Space Museum.
biết cái thứ ba nào không? Oh, NASA, NASA Museum. Công trình này là display ở Enterprise Space and Enterprise. Rồi mấy cô sẽ tiếp tục. Cũng bán đồ gift. Mấy cô cái áo, cũng có cái áo jacket mua ở đây. Chuyển đồ vào trong, ok đây nè, workshop, ok họ vô đây họ làm việc, họ vào đây họ làm việc. Mấy người phi hành đoàn, mấy người mà mấy người astronaut họ vào đây họ làm, nói chung là cái lab Space Hub, first mission là đây quá. Slicing through the air, right? That's where it sees 3,000 degrees, and it's covered in material called reinforced carbon-carbon. It's composite material. And when I say that protects it from 3,000 degrees, it means it absorbs so much heat that it's outside of 3,000, and by the time it gets inside to that aluminum structure, it's less than 350 degrees. So you don't want to be touching those panels when it lands, because they're going to be melt your hand off your arm top. So we don't want to do that. Okay, did you have a question on what I was saying? Because you keep raising your hand. Okay, you want to wait till the end? No. Nobody goes inside the shuttle. Sorry, if there were people going inside the shuttle, I would be first. Okay. The next hottest spot is the bottom of the shuttle. Has anybody ever seen the shuttle land? Did it close up like this? Help it slow down. The bottom detects the rest of the shuttle. It can see temperatures up to 2,000. Covered in tiles. But those tiles aren't like the ceramic tiles in your bathroom, right? These tiles are made out of material called silica. And silica is made out of sand, like at the beach. So it's like glass? It's like glass, and it's made out of sand, but it's obviously not heated up enough to become glass. That's silica. You've all seen silica. If you've ever seen, I don't know, you know those vitamins your mom buys for you in the car, or you buy a new jacket, and there's that little packet inside they tell you not to eat? That is silica. Silica, they use it because silica is good at absorbing moisture, and we use it because it's really good at absorbing heat.
If you held one of those tiles in your hand, it'd weigh about the same as styrofoam. So that's why we have these signs here telling people not to touch, because if you jumped up to try to touch the shuttle, you'd probably put your fingers right through those tiles. And then you'd have to buy us a new tile. Yeah, those tiles. They're very delicate, like styrofoam. I'm sorry? Yes. Anything you want to do to keep moisture out of whatever you're doing. I've had tall people and they've jumped really high. Think about guys who can duck. So we've asked them not to do that. On the shuttle, there are 22,000 of those black tiles. Each one is unique. It's different from each other one. So it has its own serial number printed on it to make sure that it's in the right spot. Based on how complicated the tile is, a very complicated tile could cost up to $2,000 each on the shuttle. So if you put your fingers through your tile, either have $2,000 in their bank account that they'd like to spend on a new tile for us. Oh, you'd like to give us enough for a new tile? Thank you. So those tiles are actually glued onto the surface, onto the skin of the shuttle. Just glue? Just glue. Like super glue? It's not super glue. It's not Gorilla glue. It's not even Elmer's glue. No, no, it's not regular glue. It's a high temperature glue called RTG. NASA loves acronyms. Room temperature glue. It means it just cures at room temperature. It's a high temperature glue. You can actually buy a version of RTG on Amazon. Of course, it's not rated for our same temperatures, but it's any time you need something for high temperatures. So as long as you stay below the temperature, those tiles won't come up. The next side of the temperature is the side of the shuttle. You can see 1400 degrees. It's covered in blankets. Those are quilted blankets, like on your bed. There's a quilted blanket right there, but they're not out of like your bed. They're made out of the same material as the tile. Những cái clip video họ để cho mình coi những người phi hành đoàn phi hành gia họ làm những gì ở trên vũ trụ, từ cái phi thuyền con thoi họ đậu lại rồi họ ra mấy cái chỗ này họ làm việc. Đáp tất cả những shuttle 6 chiếc là đáp ở California, chỗ Edward Air Force hôm bữa Michael đi đó. Nếu các bạn chưa xem cái chỗ sa mạc Edward Air Force ở Palmdale thì các bạn coi những cái video Endeavour Travel đó, thì hồi nãy nó cũng 299 ngày ở ngoài bay bao nhiêu lần, 4670 vòng quanh trái đất, cũng lúc 12 cái mission, 12 cái lần bay. 2011 họ ngừng lại. Ngừng bay 2011. Đây nói tổng kết tất cả những chuyến bay công ty phi thuyền con thoi Columbia Challenger. Chiếc đầu tiên bay là Columbia 581. Lần đầu tiên bay, thứ nhì, thứ ba, thứ tư cũng là những người phi công này. Columbia bị nổ, không biết là nổ chuyến nào. 83 Challenger rồi. Ok, 83 cũng đã bay rồi, làm phi thuyền. 83 bắt đầu là bay chiếc Challenger. 83 84 84 là lên Discovery 84 Atlantis 85. Nó có trả đó, là Challenger nè. Tất cả những người phi hành gia họ đi những chuyến bay nào có được vinh dự để tên trong đây. Discovery, Columbia, ok, Atlantis. Đây là tất cả những cái mission họ bay đó các bạn. Đây cái đuôi của chiếc cách đây 8 năm Michael có vào đây 8 năm
lúc đó rất là đông, dẫn mấy em đi. Bây giờ mình có thời gian, mình thông thả, mình quay, mình xem. Đó, đây là những cái máy, cái ống khói, ống của những cái engine. Thì chút nữa mình qua mình xem cái máy này. Các bạn. Đó, ba cái động cơ chính, hai động cơ phụ. Và nó còn tiếp tục nha. Đây là Atlantis Discovery Endeavour 595, chiếc Endeavour bay lên cũng ra ngoài không gian, phi vụ 67, 95 Endeavour bay được nằm màu vàng nè, 96, trong khi đó có mấy chiếc khác bay, Endeavour 96 nè. Columbia Discovery Endeavour 98 cũng có bay, 98 những người phi hành đoàn 1 2 3 4 5 6 7 8 người, 8 người 98 nữa nè. Lúc đó họ làm những cái họ bắn những cái vệ tinh lên ngoài không gian để mà cho những người đây là cái máy của cái động cơ đúng hơn. Đây là một cái động cơ tháo ra, chiều cao khoảng chắc cũng phải 10 mét, không 10 mét, 10 feet, 10 feet, xin lỗi quý vị. Rescue, không hiểu cái đó để dùng làm gì.
Đây là những công trình họ đang làm đó các bạn. Đây là những đồ lưu niệm nè. Đó, 6 chiếc phi thuyền con thoi. Work in progress có nghĩa là họ đang làm cái chỗ này, bỏ thêm máy bay vào, các bạn thấy không? Đó, bỏ thêm máy bay vào những cái building kế tiếp đó, họ sẽ làm coi như là giữ đủ loại máy bay của các nước trên thế giới nè, Anh có nè, Nam Triều Tiên có nè, đó họ để tất cả những cái máy bay của tư nhân, máy bay của civilian, rồi họ sẽ làm một cái shuttle để đứng như vậy lên, ok, thì để mấy cái rocket vô luôn và những cái Apollo. Bây giờ thì là đông người vào đây rồi, mình cũng vừa xong. Spacecraft for everyone. Shuttle fleet. Okay. Đây thôi nè. 1982. 25 mission. Ngoài vũ trụ 299 lần ngày, bay xung quanh cái orbit là 4671, bao nhiêu dặm đã đi và bay 122.883.001, thì giờ đang trên bay ở California. Ok, những cái ống booster nè, orbiter, main engine, hai cái booster rocket của cái external tank. Ông ship home, người ăn đổ nè, lên đây cũng đang theo đổ nè. Jan Davis, những phiền gia.
Rồi, từ California Science Center, hy vọng các bạn thích chia sẻ clip chia sẻ này của từ California Science Center hôm nay về nói về Space Shuttle Endeavour và những chuyến bay ngoài vũ trụ của những phi thuyền con thoi. Hiện giờ thì 6 cái phi thuyền con thoi không có bay nữa. Họ chiếc cuối cùng là chiếc này, họ đã ngưng bay từ 2008 thì phải, hay là 2006 họ mang về đây. Đó, thì các bạn thích Michael chia sẻ những cái clip như vậy rất là chi tiết. Đó, các bạn có thắc mắc gì hoặc là những câu hỏi liên quan tới cái clip này, xin để lại cái lời nhắn phía dưới, Michael sẽ trả lời, đọc xong trả lời cho các bạn. Hy vọng các bạn thích. Rồi, xin bấm like, share và subscribe để Michael có thể làm thêm những cái video giống giống vậy nữa. Thanks again. Bye bye. Mong các bạn thích chia sẻ sau đây, những chia sẻ vừa qua. Michael xin để lại một lời bình luận. Nói về Covid-19 luôn các bạn. Nó spread pandemic nè, nó spread như thế nào, nó lây từ ngày này qua ngày kia như thế nào. Đó, nó bắt đầu từ 2020 nè, từ Trung Quốc nè, China nè. Ok, bắt đầu 2020 đó, rồi xong tới tháng, nó đi thành giai đoạn 1, tháng 2 đó. Thì tới tất cả những COVID outbreak nè, pandemic nè, những chỗ này là những chỗ mà nó Trung Quốc nè. 19 đến tháng 2020 rồi bắt đầu là ở nhà nè, đó, LA mới ở nhà nè, đó. Bây giờ nó nằm ở trong đây rồi, các bạn. Không có đeo mask đó, thì nó bay nè, đeo mask thì nó cứ vậy thôi. Chỗ đông người Michael cũng đeo mask nè. Những người mà có high risk, low risk ở ngoài trời, ở trong phòng này kia đó thì nó dễ bị gần nhau thì dễ bị hơn, dễ bị lây. Cứ thế nhân lên thôi. Chích ngừa. No testing. Một người nó lây ra hai người lây ra bốn người nhân lên, cứ thế nhân lên thôi. Nếu mà đeo có chích ngừa xong thì nó không có lây xa, không có bị lây nhiều. Stop COVID. Nè, ok. Mỹ tất cả tổng số là 1,068,000 người, 297 người. Ở quận Los là 33,500 người chết. Trong khi đó, chiến tranh Việt Nam là 58,000 người trong vòng 20 năm. Lính Mỹ bị cúm thường thôi, mỗi năm là cũng 34,000 người chết rồi. Cúm thường thôi. Ở bị 9/11 là gần 3,000 người mất. Họ cứ tính đó thì là ở bên Los là 100, một quận Los là 130 population one mile. Ok, cứ 130,000 người cứ thích nhân lên. Một cái hình dung nè, 77,78,000 người trong một cái Colosseum. Join, ok. Chắc những người này, những người khoa học gia.
Hôm nay là những cái thử nghiệm Mercury. Wow. Những cái space capture, ok. Oh wow, hai người ngồi đây nè. Hai người thuyền gia Gemini 1. Thập niên 60 mấy mà cũng đã có. Wow. Ok, này là Apollo 1975. Apollo số 3. Mấy người đây? 3 người. Ok. 1975. 9 ngày. Bay 9 ngày. Viking Lander 1996, oh, 76, 1976, Viking 1, 2 bay lên Mars, hành tinh đó, hành tinh Việt Nam là không biết là hành tinh gì mà là Mars. 1976, 1976 đáp lên hành tinh Mars. Đây là những cái Skylab, những cái dùng cho space, cho ngoài vũ trụ để lau đồ mặt của người phi hành gia lúc mà đi ra ngoài làm việc. Nào, space suit Apollo 11, 16. Ok, coi như là một cái kính scope ra ngoài không gian, họ bung ra để họ xài ngoài đó. Đây là một cái nose cone, okay. 1963 đã xài rồi nó xài ngoài không gian. 1963 những cái này là những cái spacecraft, tiếng Việt Nam gọi là những cái dụng cụ xài ở ngoài không gian đó. 1999 họ
dùng để mà họ thám hiểm, để đo các thứ ngoài đó, ngoài không gian. Đá mang trên mặt trăng, nghĩa là ngoài không gian xuống về nè các bạn. Những cục đá, ngoài không gian đi. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Michael Huỳnh Official 2022. Xin để lại lời bình luận phía dưới. Comment của các bạn sẽ giúp cho Michael phát triển kênh theo những gì các bạn mong muốn. Một lần nữa, cảm ơn đã đến với kênh Michael Huỳnh Official 2022.